Tôi là Nguyễn Thế Doanh, 77 tuổi, Ông đến là từ đâu giáo ạ? viên về hưu, sống tại Lá Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông mắc bệnh gì ạ? Tôi thì là cách đây 2 năm, thì năm đốt, tức là đi chiếu với sĩ quang ấy, thì là năm đốt sống, 3 đốt vô hóa, 1 đốt thoát vị, 1 đốt chạy. Não thì bị u lăng nhện. Ông đã đi điều trị ở đâu chưa ạ? Điều trị rất là nhiều nơi rồi. Tức là phần lớn ấy, tuy là cán bộ công nhân viên nhà nước nhưng tôi lại điều trị ở bệnh viện ngoài nhiều. Hồng Bọc, Hương Việt, Điện Biên Phủ, rồi là bệnh viện 108 Bạch Mai thì đều là chữa ở tự nguyện hết. Thế nay được nghe tin là chúng ở bệnh viện chúng ta là có bác sĩ Ngô Quang Hùng chuyên trị chữa, cái trị chữa được rất nhiều bệnh về xương khớp. Nên tôi đã đến đây điều trị. Thì sau 2 đợt điều trị ấy, thì tôi thấy ở đây có mấy vấn đề mà cần phải tuyên dương. Một là bác sĩ rất nhiệt tình với người bệnh, thăm hỏi từng tí một, phân tích, hướng dẫn. Nhân viên thì nhiệt tình, vui vẻ, tạo điều kiện nó có cái không khí giữa bệnh nhân và bệnh viện, nó có cái hòa đồng. Chính cái hòa đồng này ấy, đã giúp cho bệnh nhân có cái tư tưởng thoải mái, mà chính cái thoải mái này thì bệnh tật chóng khỏi hơn. Qua điều trị ở đây ấy, tôi thấy rõ cái đạo đức của nơi đây, nhất là bác sĩ Hùng. Nên tôi có tặng bác sĩ Hùng một bài thơ như sau: Quang Hùng, bác sĩ có tâm tài, gần xa đồn đại đâu có sai, chữa trị nơi đây gần 2 tháng, bệnh lui sáng tỏ đức tâm tài. Bài thơ của ông rất hay ạ. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cái chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 0981 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website cấychỉ.vn.